Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay Sóc Cò TV muốn chia sẻ cho các bạn một dòng lan đen rô mà mình tin chắc rằng là các bạn sẽ chưa có dòng lan này đâu, bởi vì dòng lan này nó rất là mới. Dòng lan này rất là mới và rất là hot trong năm nay. Các bạn mà gõ từ khóa là Da Giang Blue đấy thì ở trên YouTube chưa có ai bán. Đặc điểm nổi bật nhất của cái cây này đó chính là em ấy rất là thơm. Mặt bông thì là màu tím nhạt, màu tím nhạt giống như là cây tím Huế vậy, nhưng mà em ấy có hương thơm các bạn nhé. Trong dòng đen rô nắng, chúng ta để chọn ra những dòng lan thơm thì chỉ có một vài loại thôi, ví dụ như là Pem Soda, Bà Liễu Xưa và cây đen rô chuối là những cây mà thơm nổi bật. Thì bây giờ các bạn sẽ có thêm một loại mới, đó chính là chúng ta bổ sung vào bộ sưu tập, đó chính là cây Da Giang Blue. Các bạn khá là quen thuộc với cây Da Giang xưa là cái cây màu đỏ, nhưng mà em không hương thơm. Thì bây giờ chúng ta sẽ sưu tầm cái cây Da Giang Blue. Mặt bông là chuẩn như các bạn nhé. Em này rất là thơm. Mùi thơm của em này rất là lạ, lạ lắm, không biết diễn tả như nào cả. Ngay lúc mình đang chia sẻ cho các bạn như thế này thì mùi của em ấy thơm và thơm ngọt đấy các bạn. Thơm ngọt. Thì những cây mình chia sẻ cho các bạn đó chính là cây cây như thế này các bạn này. Ui, cây rất là khỏe, rất là sung rễ này. Chậu thường thường độ được 4-5 thân, cao khoảng độ là 20 cm. Tất cả những cây này là đều đã thắt ngọn, chúng ta trồng khoảng độ là 1 tháng nữa em sẽ cho ra bông. Đây là thắt ngọn là như thế này các bạn này, thấy nó mắt nó sưng này. Nó sưng nó sẽ ra ngọng ở cái vị trí này. Và mình bảo hành cho các bạn là 100% là mặt bông chuẩn, là mặt bông như thế này. Da Giang Blue, hàng này rất là hot. Năm nay mình thấy mỗi năm thì thường thường sẽ ra một cái dòng mới, và năm nay là cái dòng này là xứng đáng được lên ngôi các bạn nhé. Da Giang Blue, hương thơm, màu thì là màu tím nhẹ giống như là cây màu tím Huế vậy. Bông thì là chơi được khoảng độ là 2 tháng. Hương thơm rất là dịu, rất là dịu. Thì cũng giống như là những cái dòng đen rô khác này, em này em rất là dễ trồng, xiêng bông ra bông quanh năm suốt tháng. Thì một chậu Da Giang thì mình sẽ viết chữ D như thế này cho các bạn nhé. Chậu Da Giang này, chậu được khoảng độ 4-5 thân. Đó, cây rất là khỏe mạnh, dễ xanh. Tất cả đều trồng trong sơ dừa và về các bạn bóc tách ra giúp mình. Để các bạn trồng sang chậu than thì cây nó sẽ khỏe mạnh hơn và nó sẽ ít bệnh tật, ít con ốc sên và con côn chiếu hơn nhé. Cái cây trồng trong sơ dừa này chỉ là để thuận tiện cho nhà vườn người ta trồng mà thôi. Da Giang Blue. Đây, chậu thông thường được khoảng độ là 4-5 thân và cao khoảng độ là được được. Đây mình sẽ lấy cái thước mình đo cho các bạn nhé. Mang tính chất tương đối thôi. Nó cao khoảng 20 cm này. Đó. Và tất cả đều thắt ngọn rồi. Mình thì mình không bán những cái cây hàng ngọc như thế này đâu các bạn nhé. Mình không bán hàng ngọc như thế này. Vận chuyển nó rất là dễ gáy. Mình chỉ gửi cho các bạn những cây mà nó sưng mắt như thế này này. Nó sưng mắt như thế này này. Để về chúng ta trồng được 1 tháng nữa nó sẽ cho ra bông. Nó sẽ cho ra bông các bạn nhé. Da Giang Blue chơi thân lá cũng rất là đẹp. Em này thuộc bộ đen rô nắng, dễ trồng, xiêng bông, ra bông quanh năm suốt tháng. Và điểm nổi bật nhất của em này đó chính là mùi thơm, là mùi thơm dịu, vị ngọt, bay xa. Các bạn mà muốn trồng bộ này khủng thì chúng ta có thể là nên ghép 2 hoặc 3 cây vào với nhau thì nó sẽ càng tăng thêm cái độ hương thơm của em này. Trong dòng đen rô nắng mình thấy có rất là nhiều người chia sẻ của nó thơm nức mũi, nhưng mà thực tế ra là mình kiểm nghiệm thì mình thấy nó không có đến nỗi thơm như vậy. Có nhiều người bán cho các bạn những cái dòng lan nó không có hương thơm đâu, sau đó là khi các bạn trồng một thời gian sau thì người ta sẽ nói rằng là các bạn trồng chưa đủ, cây chưa khỏe, chưa đạt, rồi ít nắng mưa nhiều. Cái đấy chỉ là cái yếu tố số ít thôi. Quan trọng nhất là chúng ta chia sẻ cho nhau cái giống có đúng như những gì mà chúng ta nói hay không. Cái cây này thơm thì chúng ta sẽ nói là thơm, cây không thơm thì chúng ta sẽ nói là không có thơm. Chứ đừng nói tầm bậy tầm bạ. Ở trên đây là toàn những các bà, các bác, các cô, các chú, là toàn những người lớn, không phải là sân chơi của con nít mà chúng ta thích nói gì thì nói. Tất cả những gì mà bên mình chia sẻ là sự thật 100%. Nếu mà các bạn mà chưa có tin thì các bạn có thể là qua bên Zalo giúp mình, các bạn trò chuyện với bên Sóc Cò TV. Nếu mà bên mình bán cái hàng mà sai mặt bông thì là mình sẽ đền cho các bạn gấp 10 lần. Các bạn chụp lại màn hình để sau này các bạn trồng lan nó không có đúng màu đó thì các bạn hãy lấy cái đó làm cái bằng chứng để bên mình có trách nhiệm.
Còn đây là khu vực chớp Elobi, chậu trồng than. Còn đâu đây là cây bò tím. Cây bò tím cái này không thơm. Cây nào thơm thì nói là thơm, cái nào không thơm nói là không thơm. Các bạn có thể là mua combo ghép giúp mình như là cây pensoda này, cây bò tím này, cây bà liễu xưa này. Các bạn làm sao mà mua đủ là 5 cây, cứ miễn là số lượng là 5 cây là bên mình sẽ bao ship cho các bạn. Còn đâu các bạn là có mua 1 cây, 2 cây mình cũng gửi, phí ship là 40.000. Bà liễu thì là thơm rồi, quá nổi tiếng rồi. Pensoda thì là quá là thơm rồi. Tất cả đều đồng giá 70.000. Có duy nhất là cái chậu chớp Elobi này là 80.000 này. Các bạn có thể là mua tham khảo, chớp Elobi rất là đẹp. Nó là dòng mini, một ngọn ra được mười mấy bông các bạn. Thân thì rất là thấp thôi. Thân rất là thấp nhưng mà ra ngọn rất là dài. Các bạn thấy không? Ngọn nó dài gấp 4 lần thân luôn đấy. Bây giờ mình sẽ quay trở lại vấn đề đó chính là hôm nay muốn chia sẻ với các bạn cái cây Dendro lắng. Dendro lắng Dayang Blue. Mặt bông đẹp, hương thơm, một trong những dòng lan đáng để sưu tầm trong cái bộ sưu tập trong năm nay. Mùi rất là đặc biệt các bạn nhé, mùi thơm ngọt bay xa. Chúng ta đứng khoảng độ là cách 3m, 4m có thể ngửi được. Đại đa số những dòng khác có thể chúng ta đến lại gần đây này, các bạn ngửi này thì nó mới có hương thơm, thì cái này nó khác. Thơm lắm các bạn. Thơm lắm. Các bạn cứ trồng dòng lan này, nếu mà sau này nó mà ra bông mà không hương thơm các bạn cứng chụp hình gửi lại giúp mình. Mặt bông là màu tím, tím Huế. Thì co sọc, những sọc các bạn nhé. Lưỡi thì hơi đậm chút xíu. Mặt bông rất là lạ đúng không các bạn? Điểm nổi bật là hương thơm. Nếu ai là những người mà mới trồng lan đó, chúng ta vẫn còn băn khoăn không biết trồng dòng lan gì, thì các bạn có thể là sưu tầm những dòng Dendro. Cái đồ Dendro có rất là nhiều mặt bông, chúng ta có thể là lựa chọn những màu chúng ta thích. Hoặc là chúng ta nếu là những người mà yêu thích những dòng lan mà có hương thơm, hương thơm thì chúng ta có thể là sưu tầm như là bà liễu xưa, pensoda hoặc là cây Dayang Blue này. Là những dòng mà đáng là sưu tầm, nó thơm lắm. Điểm nổi bật là hương thơm các bạn nhé. Mặt bông thì không biết là mọi người nhận xét như thế nào, nhưng mà điểm nổi bật nhất của cái cây này là mình thấy nó có độ thơm rất là tuyệt vời. Vị ngọt bay xa. Chậu rất là khỏe, cây rất là khỏe các bạn nhìn này. Cái cây giống bên mình bán 70.000 một chậu này, các bạn thấy này, bộ rễ nó rất là khỏe. Nó rất là sung. Chậu 4 năm thân. Đó, thắt ngọn này ra ngọc này. Đó. Thắt ngọn này ra ngọc, các bạn thấy bộ rễ này. Dòng này là mình thấy rất là nhiều nhà vườn chưa có bán đâu. Chưa có bán đâu, cái Dayang Blue này chưa có ai bán mấy đâu. Các bạn có từ khóa Dayang Blue ở trên YouTube ấy, hầu như là chưa có ai bán đâu. Dòng này rất là thơm, tuyệt vời, đáng để sưu tầm đấy các bạn. Mình hy vọng rằng là sẽ được nhiều người ủng hộ cái dòng lan mới này. Chỉ có 70.000 mà thôi. Chúng ta trồng 1 tháng nữa sẽ cho ra bông. Tất cả những cái mắt ngủ này này là 1 tháng nữa nó sẽ đồng loạt ra bông các bạn nhé. Bông chơi được hơn 2 tháng. Giống như bông sáp, bông nhựa vậy. Còn đôi khi các bạn nhận hàng, các bạn hãy thanh toán tiền cho shipper, kiểm tra hàng kỹ giúp mình. Nếu mà trong quá trình vận chuyển nó bị gãy lá như này này thì các bạn hãy ngắt đi giúp mình nhé. Bởi vì cái dòng Dendro chủ yếu là chơi bông nhiều, sợ nhất là nó bị thối thân, nó ăn đứt thân thôi. Nó bị lối lá nhẹ thì ngắt đi giúp mình. Cây rất là đẹp. Dòng này chơi chỉ có 70.000 mà thôi. Các bạn có thể này combo bổ sung. Màu này màu tím Huế. Có thể là bổ sung như là màu bà liễu xưa, pensoda, bò tím hoặc là chớp Elobi. Để cho vườn chúng ta nó thật nhiều màu sắc và có hương thơm đấy. Mặt bông Dendro thì là để mặt bông chọn nó mặt bông đẹp thì có rất là nhiều mặt bông, nhưng mà để lựa chọn ra những cái dòng mà có hương thơm thì mình thấy tính trên đầu ngón tay mà thôi. Thì cây Dayang Blue này là một trong những dòng lan mà thơm hiếm trong dòng Dendro nắng. Rồi, điểm nổi bật là hương thơm các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóng Cò TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.